không được hôn trộm em thôi. Hôn trộm. Cái lúc mà em đi làm quán cà phê á, kiểu như mình lúc ở cây cột, anh chạy xuống anh hôn trộm. Vợ ruột mất hay sao á mà nắm chặt dữ vậy trời. Ga lăng lắm nè. Anh nghĩ rằng là chắc ở nhà anh chiều em lắm đúng không em? Dạ. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Văn Viên, sinh sống lớn lên là tại Đồng Nai. Dạ, em làm nghề kinh doanh tự do ạ. Rồi giờ mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Âu Thị Thương, em sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. Thôi kể cho anh nghe đi. Cái cơ duyên mà vì sao các em lại gặp nhau? Thời gian đó là em với cả vợ em làm chung một cái quán cà phê sinh viên làm thêm thôi. Em gặp vợ em phát là em có choáng liền không? Không ạ, à, em không có ấn tượng gì từ lúc bắt đầu. Không ấn tượng luôn. Em thì lúc đấy kiểu như là mình đi làm hành tránh ấy, buổi tối chỉ làm thêm một quán cà phê đấy thôi. Thì lúc đó chồng em đi lên trên sân thượng thì anh mặc cái áo dài lắm, dài mà kiểu như là phủ cái quần luôn, nhưng mà anh mặc quần jean. Em ấn tượng anh nói anh quê ở Hưng Yên. Thì tại vì mình người Bắc thì mình rất là thích nói chuyện với những người cùng quê với mình. Cũng chưa có ấn tượng gì nhiều đâu. Thế xong rồi cũng nói là gần đến ngày sinh nhật của em, tức là sinh nhật cho 18 tuổi, em cũng mời anh đến dự buổi tiệc sinh nhật của em thôi. Tại quán cà phê luôn. Ngày đó thì anh cũng đến, anh tặng em con gấu bự lắm. Trong cái lúc sinh nhật hai người có xong ca bài Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ cái lúc mà hát là bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt này nọ đồ đó là thích nhau đúng không? Chưa luôn. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà hẹn hò với nhau riêng là bao lâu sau cái hôm Lý Tơ Hồng đó? Dạ chắc khoảng 3 tháng đó. Cũng có duyên là người bạn cũng bảo là hôm nay thì anh nằm ké cho em, mày em có đi chơi đâu thì đi. Thôi nhắn tin đại cho anh này thì có đi chơi không. Thế đi lên Cúc Mắc Biên Hòa. Đi rồi khều khều, cái tay cứ khều khều muốn nắm nhưng mà không muốn nắm. Đó. Tức nghĩa là các em cũng đã có một cái quá trình đó, là có nghĩa là đã thích nhau rồi. Đến khi nào thì bắt đầu mới trao nhau cái nụ hôn đầu tiên? Cái hôn đầu tiên thì anh độc hôn trộm em thôi. Hôn trộm? Dạ. Cái lúc mà em đi làm quán cà phê á, kiểu như mình núp ở cây cột, anh chạy xuống anh hôn trộm. Còn lộn hôn thứ hai thì ở tại khu công nghiệp anh dẫn đi chơi, thì vô tình anh tính hôn em nhưng mà để có công an đuổi. Thôi đi về đi. Mà hôn tới đâu thì bị công an đuổi? Chưa thực hiện gì được. Đang có ý đồ đây anh ạ. Hai đứa yêu nhau được bao lâu? Dạ chắc được một năm ấy chị. Một năm thì mới làm đám cưới hả? Dạ. Ồ, rồi có sự cố gì trong thời gian yêu nhau không? Dạ có, nhiều vấn đề xảy ra lắm ạ. Đến lúc mà chuẩn bị đám cưới là người này lúc ấy là đi qua đường nó bị cái xe nó tông ấy. Cách thời gian cưới là đâu 20 ngày á. Là dạ. Bị tông đó, được có em sao bị tông không? Sưng giống như quả ổi ở trên đầu. To em sợ đúng, em sợ mình khóc luôn. Đến cái ngày cưới thì cục nó có xẹp không? Dạ xẹp hết luôn. Thì đã đi khám là không may, không có chuyện không gì bị sao. Không? Chuẩn bị đến ngày cưới nói chung là xảy ra rất là nhiều chuyện. 20 ngày đó thì cách em phải một tuần, hơn một tuần á. Mẹ chồng bị tai nạn, đó là gãy nghe ống đồng luôn, gãy chân, gãy đôi chân. Làm sao mà lại gãy nghe ống đồng? Dạ, thời gian đó là mẹ có chở hàng đi qua cái đường tàu ấy, tai nạn chắc yếu đâm ở cột mốc ở bên đường tàu. Rồi sao? Trời ơi, lớn tuổi mà gãy ngay cái này là em, đau lắm. Cái này gọi là ống đồng. Ống đồng đấy, ống đồng. Hên làm sao mẹ này đã đặt được tiệc hết rồi, viết thiệp hết rồi, lại chỉ có cách có 13 ngày thôi. Thật sự em cũng rất là hững hờ. Đôi lúc em nghĩ ở trên bệnh viện á, em cũng không có nói ra. Em nghĩ là nếu mà chưa đặt tiệc thì chắc em sẽ hủy cưới, em sẽ không cưới nữa. Tại vì thấy nó nhiều chuyện lắm. Quá đúng không? Dạ. Rồi còn chuyện gì nữa không bé? Trong cái thời gian đó thì khách em đám cưới đó là 2 ngày. Ngày thứ 7 và ngày chủ nhật thì em bị bệnh. Trời ơi. Bị lên cái quai bị sưng cái mặt luôn. Để lên cái quai bị thì nó sưng. Sưng cô dâu mà lại quai bị thế thì là hết sinh rồi. Mà nhưng mà thời gian đó cô ấy gầy lắm chị. Anh chị, thời gian cô ấy gầy nhưng mà cho nên là nó bị quai bị vậy nó cũng bù lại, người ta bảo sao cô dâu nhìn mập mạp vậy. À vậy chị, à vâng, như chị... vậy là nó sưng đều đúng không? Vâng. Em đang lên nói thật ra là gì nè, anh cứ tưởng là nó sưng một bên đúng rồi chị, vâng. Nó kỳ lắm. Tại vì anh biết có nhiều người bị quay bị vậy, bên gian... còn sưng hai bên là coi như mặt có đều luôn đó, mặt cũng hậu phình thời gian đó mà buồn lắm đúng không? Rồi có nghĩa là cái lúc mà sốt quay bị có hành em không? Dạ có, thời gian là lúc đó là 4 giờ đâu, gọi là thứ sáu đúng không? Thứ sáu là em bắt đầu lên Long Thành em khám thì nó kêu bị quay bị thì em về em lại suy nghĩ, em đọc lên mạng nó kêu là không có con, lại thêm buồn nữa. Thế xong thứ bảy thì đám cưới thì chiều chủ nhật em lên trên Biên Hòa thì em lại bắt đầu là chuẩn bị đi khám bệnh, là người ta chích thuốc ấy, uống thuốc nhiều nữa.
Cho nên thứ trong thứ bảy này cũng mẹ chồng về nhà mẹ chồng ở. Anh mới bảo là mẹ kêu là lấy nước xong ấy. Thế là anh lên anh lau người, mẹ bảo cởi hết đồ ra để xong cho con, lau hết người cho con. Rồi xong mình mới bảo thôi rồi, bị khui hàng rồi. Thế là bắt đầu những ngày cưới thì đến cái hôm mà thứ sau ngày chủ nhật thì em lại bắt đầu nhập viện tiếp. Đó là bị bao tử. Trời. Bao tử uống nhiều thuốc hả? Dạ. Rồi cái thời gian đó thì nó cũng qua. Thật sự này mẹ nói là trời ơi, cái đấm cái đà cái đạp. Tự nhiên nó đang bình thường ấy, nhưng nó dùi dập mình không còn gì để ngoi lên nữa. Thật sự nó rất là buồn. Mà tại sao mình sống rất là tốt, rất là lương thiện, tại sao có thể xảy ra trong ngày hạnh phúc mình như vậy. Sau đó lại đến vụ mà em sợ ông em lại mất nữa. Ông em mất thì người Bắc người ta kiêng mà không được cưới. Đúng rồi. Thế bọn em chốt lại một câu là thôi thì nhân duyên ông trời anh thử thách, thì thôi thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau vậy. Mọi người rất là an ủi trong cái thời gian đó. Trải qua hai cái ngày cưới đó rồi, một tuần sau là ông nội chồng mất. Ồ. Là lúc nãy em nói là sợ là ông đi trước khi cưới phải không? Dạ, dạ. Thì như vậy là một tuần sau ông mất. Dạ. Ồ, như vậy ở trong Nam hoặc là Bắc người ta gọi là gì? Cứ chạy tang. Rồi xong sao nữa? Còn cái gì? Còn cái gì xui nữa không em? Kể luôn đi. Mẹ ruột em thì nhập viện để mổ. Bà nội khỏi rồi thì lại bà ngoại lại nhập viện nữa. Thì hai vợ chồng thay nhau, coi như là bà ngoại bố chồng thì về Bắc, còn chồng em thì lo cho mẹ chồng, còn em thì lo cho mẹ ruột. Có nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau lắm chia đôi ra để. Dạ vâng. Chị thấy không, như vậy cưới xong là không có hưởng được trăng mật gì được anh em. Đúng, thời gian đó bọn em không có hưởng tuần sau mà. Tuần sau rồi. Hồi đó bọn em cưới là thời gian nó khó khăn lắm, bọn em không có hưởng tuần trăng mật. Không có tuần trăng mật luôn. Ít trời ơi, tuần sau là vô bệnh viện rồi. Rồi có đêm tân hôn không? Dạ có. Tuần một tuần sau thì mới nhưng có. À sau một tuần thì mới có. Nhiều chuyện buồn xảy ra quá. Dạ. Cái đêm tân hôn chắc cũng buồn lắm đúng không? Dạ. Hay vui. Cũng có cảm xúc bồi hồi hộp anh. Thôi thì mọi chuyện nó cũng qua lắng xuống rồi thì nói chung là tận hưởng. Nhưng mà cái vụ mà quay bị á, bác sĩ nói không có con, nhưng mà cuối cùng thì như thế nào, có con không? Dạ thì đó là chỉ ảnh hưởng cho đàn ông thôi. Phụ nữ mình nó không có vấn đề gì, có nghĩa là chỉ phần trăm nhỏ. Thì khi cưới được một tháng, hơn một tháng thì cái lúc đó là em cũng về em chăm mẹ em. Mãi sau đến một tuần em cảm giác trong người nó khó chịu, buồn ngủ, rồi ăn uống mùi khó khăn lắm. Ai cũng bảo có bầu nhưng mà thật sự em không có tin. Ra hàng xóm người ta nói là ai có bầu rồi, em nói là làm gì có ngủ với nhau đâu mà có, nói thẳng như luôn. Không, thử ba quay thử thai luôn. Không tin. Thử thai mà thấy hai vạch mà không hai vạch mà đến thử ba hôm liền. Không tin. Tại vì có một đêm tân hôn thôi đó là dính liền luôn. Phải không? Dạ. Thì cũng chỉ trong vòng mấy ngày thôi đó. Tại vì sau đó là phải khỏi đi bệnh, khỏi bệnh đó. Một tuần sau thì khám là thai được 2-3 tuần gì rồi. Thì vui, tự nhiên thấy mừng vui. Thì bắt đầu cuộc sống nó lắng xuống. Đến Tết đó, đến Tết khi mà leo lên cầu thang thì cũng bị té. Té đâu 9 bậc đó. Trời đất ơi, 9 bậc tập. Có ảnh hưởng không? Gì không em? Sao? Thì cũng nằm như con tôm vậy thôi. Hình như là không ảnh hưởng cho em bé hơn. Dạ. À, vậy là bây giờ sao rồi? Bây giờ là cháu? Giờ là cháu này được 7 tuổi. Ủa một cháu ôi. Trai 7 tuổi. Ủa rồi ôi, hai đứa rồi. Dạ. Mà cháu gái thì nay được 4 tuổi rồi. Trời ơi, thế lúc nào là bớt xui nè? Em nghĩ là chắc sánh thằng em bé. Nghe hồi nãy em kể cái đoạn mà em bị quay bị đó, em khóc ràng rụa nước mắt. Anh tưởng đâu là ảnh hưởng, ảnh hưởng đó chị. Ảnh hưởng và không sanh được. Hai về bây giờ đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi rồi. Vợ chồng thì cũng phơi phới thế này đây. Rồi bây giờ tới chuyện vui đi. Dạ. Qua cơn bị cực tới thời thế lai. Đúng rồi. Đó. Tật bây giờ xấu kể ra chuyện tật xấu đi. Đó. Dạ. Anh ấy có tật xấu không em? Chồng em thì không có rượu, không bia, không thuốc. Chồng em chỉ thích, chỉ nghiện game thôi. À, mê game. Hơi game, nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ chỉ còn là hơi làm biếng một xíu. Hơi làm biếng. Rồi bây giờ có gì nữa không? Dạ, tật xấu của vợ em thì nhiều khi là ngang ấy anh. Chuyện gì sai cô cũng để thời gian yên lặng, nó em cứ cảm thấy bức tường nó bị cứ bị vây lại khó chịu, nó không tâm sự được với ai, bực lắm, cho nên lúc nào em phải kiếm cách mà làm lành với cô ấy không à. Chứ để một mình khó chịu lắm, lúc nào cũng chuyện bé xé ra chuyện to. Xong rồi là tự cho là mình là người đúng. Dạ, xong rồi giận hờn, xong rồi tự bắt em phải làm quen lại đúng không? Vâng. Vậy là hơi có tính nít á. Vâng. Ngang ngược mà tính không nít. Thời gian mà yêu nhau chỉ là một người bạn ấy, người ta đồng cảm, người ta gọi em ra khu công nghiệp, hai người nói chuyện với nhau, thế mà về ghen kể với mẹ luôn.
Là ghen hả? Vâng. Ghen dữ không? Ghen này cũng dữ, nói chung là về 3-4 ngày không nói chuyện luôn á. Nhưng mà đó là chuyện hồi trước đây rồi. Thì đó. Còn bây giờ thì cổ có ghen không? Bây giờ thì không còn ghen nữa rồi. Bây ok. Bây giờ thật xấu là gì nữa nè? Bây giờ chỉ là chăm con tốt không? Có bừa bộn không? Chăm con thì bây giờ chỉ nhờ hết cho bà nội rồi. Vợ chồng em thì đi buôn bán ở xa. Chờ vợ em thì cũng có cái quán nhỏ nhỏ, còn đâu em thì chạy trên đường suốt à. Mà còn đâu con cái gửi hết cho bà nội hết, bà nội chăm từ A đến Z hết. Tính ra đặc xấu của hai em cũng ít chứ không có nhiều. Bà nội năm nay là nhiêu tuổi rồi? Chắc bằng chị Hồng Vân á. Sinh năm 65. Tuổi gì tị này? Ất tị. 65 đúng rồi, tị là hơn chị mẹ tuổi. Mẹ chồng con á, mẹ chồng em vẫn hay nhắc nên chị Hồng Vân là chị Hồng Vân chỉ bằng tuổi mẹ. Như vậy thì trông cho trông cháu tốt. Vẫn còn tốt lắm. Nói chung là mẹ chồng em á thì vẫn còn khỏe. Dạ, bà vẫn còn rất là khỏe luôn. Chăm cháu rồi này kia rất tốt. Thôi như vậy là khỏe rồi, là vui rồi. Thế bây giờ em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn anh á là chăm con nhiều hơn. Có nghĩa là em đi làm á, ở dưới Nhân Trạch á thì xa, cho nên muốn anh chơi với con nhiều hơn. Bớt chơi điện thoại lại, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Còn em muốn vợ thay đổi điều gì? Chuyện thì mà nó đáng bỏ là 10, yêu nhau đáng bỏ là 10 thì cũng phải bỏ qua. Thì biết là đoạn đường phía trước là dài thôi thì nắm tay nhau vượt qua thử thách mọi phía trước. Là mong muốn vợ vậy đó. Vâng. Thôi thế cặp này thì không có cái gì để mà phải lo lắng nữa. Hồi nãy em nói đó, mong muốn là nắm tay nhau đi hết cuộc đời hết. Bây giờ đưa tay ra đi. Đúng rồi. Đi. Rồi. Ok, chúc các em cứ nắm tay như thế này đi đến hết cuộc đời. Dạ. Nha. Cảm ơn anh chị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Có ai nói không? Dạ có. Giống nhau quá luôn á. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ. Năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Hiện em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. Dạ. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán online. Bán online chuyên về cái gì? Mỹ phẩm hay là đồ ăn? Mỹ phẩm đúng không? Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời. Đẹp. Chị làm như là bây giờ đó là bán nó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng thì vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó. Đó, bởi vì đó. Hỏi vậy để chị Dân nói đó. Ok mà em. Dạ em tên là Hồ Thị Thúy Nga, em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, bây giờ hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ, công việc dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên trên TikTok rồi ở trên Facebook. Trên Facebook rồi trang bay. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á, bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Dạ. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với cái áo lót áo phông á. Gọi là áo thun. Áo thun. Thì em thấy tướng búp mập mạp. Dạ là tròn trịa với đi cái đôi giày lúc lúc từ á là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích, có thích cái lần đầu mà vô phòng á đưa dạ có lúc đầu lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế, búp búp quá. Dạ búp một xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em á là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An nhưng xong thì em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á kêu là lên đó chơi, thì cái bạn nó bạn rủ em lên chơi. Thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó. Xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài. Nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhóm nhắc à. Nhóm nhắc rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn, đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia, đúng rồi. Rồi mắt mới gì mặt sọt chi là cho thấy chứ. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi.
Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không, là chưa chắc giọng đi phải không Vũ? Không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống đúng mở cửa là thấy thích rồi. Đúng là nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng múp là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Thì chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Và sau đó là tuần sau á là đi đi chơi. Đi chơi hát karaoke, là hát karaoke. Mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Thì à. Thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không muốn gì đúng không? Dạ, vậy chắc là từ chối khéo. Dạ. Mà em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm mà luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa, nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin đâu quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Vui dạ đúng, đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó. Thì có em với một bạn đó là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi. Chơi xong rồi đến tối. Tại vì đi ăn xong đi hát karaoke. Xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á. Thì anh này mới hỏi em đó là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh chạy xuống quận 9. Tức là em ở Diên, anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận vậy. Ấy là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Ảnh ra ảnh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, ảnh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á, móc cái tay vào đứt cái gân này rồi. Mà lúc đó nha, máu đi xong không, đúng không? Máu mà lúc đó em không biết luôn, bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Tại xuống em không biết gì luôn, cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đâu, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu, trời ơi, chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình công nhận hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc nghĩ phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Xăm đài điện trên hàng rào có công nhận. Cái sức mạnh mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Ê, đó thì sự. Chị, bữa đó đi có 1 cây số đó. Đi thêm cây nữa dám ốc lật ngang. Chắc té xỉu luôn. Khô máu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa đó có thấy xì sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì mệt lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng thôi. Mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là các bạn đã phát hiện. Không có phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu các em thấy nhỏ máu xuống, xong em chụp cái tay ra giật lại. Cái coi ra các em nói trời ơi chết rồi, máu quá rồi trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi nhờ cái anh kia. Không, để anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân, lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái thẹo dài của này. Thấy nhộn nhạt mà thấy cái gân. Ông ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng trắng rồi đúng không? Rồi lúc đó cũng trời ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn rồi á. Mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ổng nhom ổng nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50 kg à.
mà đã vậy máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mạch xanh lè xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu rồi. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu luôn. Đúng rồi, đúng là dạ. Sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Mình dạ lúc đó thì mình thấy là thấy tội nghiệp quá, xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy nhưng mà nó nghe nè đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn, lỡ phòng trọ với em luôn. Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em nữa đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn đúng không? Dạ chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Không, em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, sau đó là nhiều. Dạ, mười mấy năm rồi. Ừ. 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó. Bao lâu? Cái đồ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới hôn em cái. Hôn cái đó mình cũng bất ngờ. Hôn lén mà đúng không? Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi làm gì luôn. Bà dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm gì phải không? Bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Đụng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Vũ? Thì lúc đó cho hai đứa ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng. Hai người. Không nhỏ bạn đâu. Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ổng về ổng ở chung đúng không? Dạ. Bây giờ là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ có. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cái cả lộ bị lộ. Biết hết rồi. Dạ. Thầy nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có. Không có cho đụng chạm gì hết. Không có cho gì luôn. Cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ ngày đó đúng không? Không ngủ ngày, nói dù em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không, sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho. Là tình nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi chứ có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. Xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em thì bảo vệ em xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác tại vì đã mới có quen nhau mà đứng là bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em nghĩ là suy nghĩ là bất tại sao lại như vậy. Bất dạ. ngờ. Bất ngờ đúng không? Mấy cô ấy chủ động. Bữa này không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về phòng thì
con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng tủ động đòi, nhưng mà tại thế nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền, bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re là làm gì làm cũng tay ma tay máy gì đó mà thấy im ru im ru luôn. Mà sao cái bữa sau cái buổi mà suýt đánh nhau như vậy đúng không, sau bữa đó vô thấy mày làm im re liền, làm re liền đó là dính luôn chưa sao giờ. Dạ dạ sao đâu bao giờ mới cưới bữa xong rồi có sự cố xảy ra thì gieo mầm nhân quả mấy tháng lâu anh ha, rồi 2-3 tháng sau á, 3 tháng sau là có bầu, có bầu. Nghĩa là đêm nào cũng đêm nào cũng đụng chạm luôn. Đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn đó, kiểu như là ý là ông này ông đã suy nghĩ là trời là trời, bây giờ em có thể tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao. Nhiều luôn anh, liên tục 7-8 lần đó. Trời đêm nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt. Như là một đêm là hì hục là liên tục luôn, cày đêm cày liên tục. Trời, vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lạ luôn. Dạ, là mấy tháng sau là có bầu luôn, là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo, em bên đạo mà chồng em là bên lương, xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai vợ chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng bụng rồi. To chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết đi được. Đi tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi, đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân nên là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè. Cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu, kiểu như là ở dưới nhà em ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng, mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới, kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có 3 anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé dạ, nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi, hay ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi, chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa, ba đứa rồi yeah. Yeah. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai, con trai thứ hai con trai luôn nè, thứ ba là con gái. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kinh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối Bối An Nhiên, đó là Bối Bối lớn. Bối Bối An Nhiên lớn. Dạ, bối nhỏ. Dạ, nhỏ. Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Dạ. Hôm nay đang có dẫn bạn đó không? Dạ không. Có bạn đó mời lên sân khấu luôn mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu yeah. nhau và cưới nhau. Dạ. Tại sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ có chứ. Trời, chắc nôn nào đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật. Nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha, ngưng ở đây để đi ngủ, chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ rồi ghiền game nữa, trời ơi ghiền game lắm, mà game ghiền nói nè. Dạ ghiền game nè, ghiền game có ghiền con không? Dạ có ghiền con, nhưng mà ghiền game trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn, đập mấy cái điện thoại của em trời ơi ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa, BOBG gì đó.
mà Bánh là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bánh kem đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ, ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chương trình tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn không vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu, với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm dây, đập xuống, đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà cái bên. Để chuẩn bị đập mình hứng. Đó. Qua cảng đó. Cho chị. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quát, không có. Không không, chạy không quát rồi chắc nó cũng biết sai. Thì trời ơi, mà ghiền lắm. Ghiền bánh liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi. Bỏ. Bây giờ bỏ rồi, sau lúc đó tại luôn. Nhưng mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa, còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Anh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm, khi nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nhắc anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình thì nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Đó, với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia kia nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã. Nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá ha. Rồi xong rồi vậy đó, rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ, trời ơi thôi làm gì tốn này đường đà nữa. Xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, em thấy anh thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy đó. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi người ta bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy là em thích cái gì, để cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ hết, mà lãng mạn thì nhiều. Là mình đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chúng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chờ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Không, chị không cản nữa, em nói đi. Để mình đoán nghe, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc ba đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày, dục lung tung, em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sang đây không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Đúng không? Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin l�i năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh nói là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày cả. Dạ, năn nỉ 2 ngày mới thôi. Dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đi. Dạ. Thì ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi.
Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Ra ngoài ai cũng bảo em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em bị tổn thương không? Không. Em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á. Ừ, cái đó. Thế mới là lo, còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. À, dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la. La chồng trước mặt người ta, người la không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt em la. Có la trước mặt bối không? Có. Có, bố nó giận luôn. Bố nó giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhau em hạt đó. Em vừa la lên cái nói, mẹ tại sao mày lại như vậy? Mày không được la ba của con. Tại sao mày la ba của con vậy? Bây giờ trước mặt bố mày la là nó nạt em liền luôn, em không có cho luôn á. Đúng rồi. Bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu. Bảo bố của ba mà. Của ba, bảo bối mà. Ừ. Rồi sao nữa? Thì hay giận hơn nè. Anh mua đồ ăn về mà em đùa tí. Bảo anh đi không nó nguội á. Anh đi không mà lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn nữa, không ăn nữa. Dễ, sao dễ tổn thương quá vậy? Dễ giận lắm. Yeah. Rồi ở nhà công việc nhà ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc. Ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm. Em hốt hết luôn. Em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đủ thôi, còn bình thường. Chơi hết. Chơi hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con này đó rồi. Không, ý là. Nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Thôi em ước đi, em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Em là... không muốn phải giúp bà hộ. Dạ. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì thì có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cho khỏe, mà không chịu ăn. Để đến trưa, nói để trưa ăn. Để trưa mệt luôn, để đói, đói quá, đói liệt luôn. Lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy ăn xong rồi anh. Nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì? Cái vụ mà đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng, người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em có bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt làm ví dụ là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ không à. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Thì năm đó sao? Là 5 năm bị dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Mà đợt dịch là cái máy giặt hư. Mà dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà nó đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu mười giờ ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không. Đúng giặt đúng rồi hả? Thể dục. Tập thể dục. Đúng rồi. Có cái gì mà phải giặt chắc cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em á. Em sợ lắm, em không có giặt tay. Quá trời quá đất. Hư cái bàn tay. Mà ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Thôi, đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó, có những cái tật xấu này kia. Nhưng mà thấy nó dễ thương. Những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương. Em về em coi cái bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rồi. Rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em phải nói không dừng được đó. Đúng không chị? Đúng không? Em phải nói. Đó. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Giờ mình